đi đâu vậy? Ba đâu mấy cái hả? Xin đi thử lặn đi mày thấy không? Cho mày băng luôn, xin lặn cái gì luôn lặn. Đặt lồng chí cho các bạn ơi. Đặt cái củ hành, cái lưỡi cưa này, có cái gạt trên đầu rồi. Đó, đó, xin đi đóng đóng rồi. Rồi ok, xin chào các bạn nha. Lại tiếp tục một cái video mới các bạn ơi. Hôm nay tới cái level số 24 nha. Ở đây nó có thông báo cho mình như vậy nè. Không để zombie vừa dẫm lên qua vậy nè. Ok, bấm continue các bạn ơi. Yeah. Hôm nay mình đổi chiến thuật mới, có gì lạ không? Bắn mấy con này hoài cũng chán. Đổi của mấy con dưới đây đi, bắn vô nó khác chút rồi. Còn con nào vậy ta? Con củ hành nè. Con củ hành với lại con bạc đi. Con này đâu xài chứ. Con bạc nè. Con bạc đi. Như này. Con mua trái bơm nè. Con trái bơm nè. Rồi. Xin cái gì nữa vậy? Cái này đi. Ủa, này một cái con đóng băng này. Rồi ok, lấy góc. Ok, dạ. Ok, bây giờ mình sẽ vô. Ốc nó đâm ra chạy xịt máu đi nha. Đó, sử dụng gì á. Ok, tranh thủ mua đi, ngoài hướng dương vô nè. Ở đầu mới đặt vũ khí đập cho con này luôn. Rồi chơi chơi cái ông già này, ông đu dây, ông nhảy vô đây rồi, thiệt tình. Hey. Tính đu dây vô đây là ông đi lên bông của tôi hả ông hai? Đập ông hai này luôn. Chết bà không? Nó bứng cái cây mình đi mất tiêu luôn Phúc ơi. Đập nó liền. Cho nó một cây hướng dương đập nó. Bà khoan lấy tay ra, lấy tay ra. Bà zombie gì vậy? Đó là zombie, zombie đội dù đó, bữa nó hôm nay rồi mà. Không phải zombie. Zombie đội dù. Ủa nó đó. Zombie đội dù. Ba zombie đó hả? À rồi, đúng rồi. Zombie thợ lặn nữa mà thấy không? Cho mày đóng băng luôn, chứ lặn cái gì nữa mà lặn. Đặt lộn vị trí rồi các bạn ơi. Đặt cái củ hành có cái lưỡi cưa nè, có cái cánh quạt trên đầu nè. Đó đó, xin đi với lộn đóng luôn nè. Đó đó, thấy chưa. Quá xá luôn rồi. Khi một cái cây cái là gì? Củ hành hả? Củ hành nó có cái chân trống trên đầu nữa. Bỏ một cái bơm vô đây cho nó nổ cái banh sát hết coi. Yeah. Để nó đi lung tung hoài, bật nó coi. Đấy, cho củ hành tăng tốc độ các bạn ơi. Ủa đâu còn zombie nào đâu mà tăng tốc độ chưa hả? Khi một cái này vô đấm nó cho nhanh. Ok các bạn ơi. Vậy là mình đã chiến thắng cái level này các bạn ơi. Nói chung cũng khá là đơn giản nha. Với sức mạnh của cây đấm bốc thì mình vượt qua cái màn này rất là dễ dàng. Ok, next level các bạn ơi. Next đâu phải là vô cái kế tiếp hả? Đúng rồi, tức là mình sẽ lên cái level kế tiếp đó, là cái cấp kế đó. Nó không thể nào thiếu được cái cơ bắp này. Nhưng có dưới đây nè. À rồi, ba thấy rồi, để ba chọn cái vũ khí nào mà tối tân nhất đi. Bà ơi, bà nãy gì nè? Zombie bà, đó là zombie bà gì nè. Ủa gì nè, cái gì nè. Để bà mua cái củ hành. Bơi bà. Rồi ok, đánh góc đi. Thôi. Ê trời ơi, cái gì vậy quý? Sao giật. Ok các bạn ơi, như cái vàng level này thì nó không có cho mình chọn tất cả các blend nha, mà mình chọn được có hai loại blend thôi. Tại vì ở đây nó sẽ tự chọn cho mình hết 4 cái rồi. Rồi 5 cái luôn rồi. Để
Để bà chút xíu đi. Dịu ơi, Phúc ngồi yên coi. Ôi sao cái cây này nó không chịu bắn rồi mà nó lại vậy ta. Ơi. Nghe nghe, cho cái con đó móc vô làm việc đi. Đặt zombie. Ủa đặt bông hướng dương đầy. Rồi bây giờ có quay nữa không? Không quay nữa thì thôi đi con à, chơi đi để quay dở hoài. Đó, có mấy cây đậu ba đầu luôn nè, đó zombie nè, thế này làm gì đây? Không, chiếc này không có đá nha các bạn. Cũng không có bơm luôn. Không đá và không bơm. Đó. Nó chọn sẵn cho mình 5 cái vũ khí, mình sẽ chọn thêm được 2 cái vũ khí nữa. Đó, được một lá các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ trồng cho nó đủ bông mặt trời ở đây luôn. Rồi sau đó mình sẽ mua vũ khí để đánh mấy con zombie này nha. Múc một trái dưa hấu như này cho nó vừa. Chết. Zombie đuôi dây đã xuất hiện nữa rồi. Nhưng không sao, nó đụng ngay trái bắp là nó phải rơi đầu thôi. Nhưng mà ba do một bún này đổ nóng rồi. Như gì nữa đây? Cây này công dụng gì đây? Ồ, cái cây chiếc lá này nó lại gì để nó trồng qua hướng dương cho nhiều các bạn. Bời. Nói đây rất kia hoài vậy Hút. Thấy rồi. Quá thế luôn rồi. Cho cây này tăng tốc độ chơi. Cây này tăng tốc độ nó bắn làm bốn hướng nha các bạn. Nó bắn theo hướng hình chữ X các bạn ơi. Đây, cái con zombie nó xúc là nguy hiểm lắm nè. Nó lén lén nó xúc không hay đó. Nó hơi giỡn rồi nha. Ôi trời ơi. Nhưng không sao các bạn ơi. Mình đã chiến thắng cái level luôn rồi các bạn ơi. Ok. Rồi, chắc có lẽ mình sẽ kết thúc video đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nếu bạn nào chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi, ok, bye bye, bye, bye.